đừng về đường ý này mà xa đi về đã sĩ mấy ta cho gần đã sĩ có quán mà trong quân có sông đời tầm mắt nãy gần nãy chợ chơi đã sĩ có cây này bồ đề có sông đời tầm mắt có nghề nãy rèn dao. Nép mình bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng rèn Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông là một trong những làng nghề nổi tiếng và lâu đời tại đồng bằng Bắc Bộ. Ngày này qua ngày khác, dù mưa hay nắng, lửa lò rèn Đa Sĩ vẫn luôn âm ỉ cháy. Trong mỗi con ngõ nhỏ, mỗi nóc nhà vẫn vang lên tiếng đe, tiếng búa như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của một làng nghề truyền thống, nơi những người phụ nữ không chỉ giữ vai trò hậu phương, mà còn giữ vai trò tay quai, tay búa trong suốt hàng thế kỷ giữ nghề của cha ông. Cái làng nghề rèn Đa Sĩ chúng tôi thì nghe các cụ tương truyền nói rằng có từ thế kỷ 17. Chẳng ngay từ ngày xưa thì là làm cơ bản là làm cái nghề rèn này nghề thủ công. Thế cho nên là làm trong gia đình thường thường là phải có ít nhất phải có 3 người. Thế cho nên là thường thường là 2 vợ chồng với cả một người nữa. Thì thực sự ở đây thì cái làng nghề nó là nghề thủ công và nghề truyền thống mà. Thế cho nên là cái vai trò người phụ nữ rất là quan trọng. Vì ngày xưa đấy, làm rèn thì nếu mà không đủ bộ thì không làm được. Đấy, phải làm ít nhất phải có người cầm kìm, người đánh búa. Thế nên cái vai trò người phụ nữ mặc dù là không phải là chính nhưng mà cũng rất là quan trọng. Vì thiếu một người là không làm được. Thế sau này về này ở đây thì sử dụng của nó ngày trước thường thường có vai trò cả. Trước đây thì cái nghề rèn này chỉ là nghề phụ thôi. Thế nhưng mà chỉ là còn cho những cái ngày có ngày 3, ngày 8 thôi. Thế nhưng mà sau đây sau thời kỳ mà đô thị hóa cho nên là bây giờ cái nghề rèn này nó trở thành nghề chính. Thì trước đây do làm thủ công thì là cái có thể là phải đủ người mới làm được như do cái bây giờ thời buổi phát triển lên thì cái cơ giới hóa rồi cái này khác này áp dụng các kỹ thuật vào thì là, bây giờ có những người phụ nữ mà nói thực sự là đóng vai trò rất quan trọng nói với người ta từng cái khâu người rèn chúng tôi thì chưa thành từng khâu một mà người phụ nữ thì phải vất vả hơn một tí nữa là ngoài cái việc mà làm nghề ra rồi thì lại còn vấn đề nữa lại còn phải phục vụ đời sống nữa. Cơm nước rồi lại khai đang giặt giũ, nói chung có rất nhiều việc. Cho nên người phụ nữ phải quan sát rất nhiều việc. Cho nên là người phụ nữ trong làng nghề, như cái nghề rèn là tôi cũng rất vất vả. Nào, chú mua gì đây? Ai? Chú mua gì chú? Đây này, chả thịt gà đây, chắc là... Chả thịt gà ngon luôn, chả thịt gà dễ thích luôn. Đây, cháu hàng buôn gà lên, cháu phải hàng tốt. Chú bà làm cái này tốt nhất. Cái con dao này là bà làm bằng cái chất liệu gì đấy bà? Chúng tôi làm bằng nhíp xe ô tô. Nhíp ô tô thì chắc là tốt đây rồi. Chúng tôi là gia truyền từ xưa đến nay là toàn làm nhíp hết. Vâng. Ngoài ra tôn là không làm. Thấy là cho thấy người ta bảo là làm bằng nhíp ô tô thì là tốt nhất là tốt. Thế bà gói cho cháu con này nhá. Con này lấy chú. Ở làng nghề rèn Đa Sĩ, lò rèn Mộc Hiếu từ lâu đã nức tiếng gần xa bởi những sản phẩm được nhiều khách hàng yêu thích tìm đến tận nhà để đặt mua. Cái sản phẩm của làng Đa Sĩ này thì nó có thương hiệu từ trước đến giờ rồi, rất là nổi tiếng. Và chúng tôi cũng làm nghề cho nên là cái sản phẩm của làng Đa Sĩ này là các cái chất lượng của nó rất là tốt. Mua ở các nơi khác thì là thường dùng nó nhanh hỏng, cho nên là chúng tôi thường xuyên ra đây là lấy về để làm. Và cái đặc biệt là hay lấy của cái xưởng dao của ông Hiếu, hay còn gọi là ông Mộc. Sản phẩm của ông bà dùng rất là tốt. Dao dùng coi như là bền mà rất là sắc, chỉ cần mài một lần thôi dùng cả tuần, cho nên là tin tưởng nhất là vẫn cứ ra chỗ hàng cửa hàng của ông Hiếu. Lấy chồng bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm bà Hoàng Thị Hiếu theo nghề rèn của nhà chồng. Khi còn trẻ dù vất vả nặng nhọc sớm hôm nhưng bà vẫn không bỏ công việc được cha mẹ chồng truyền lại để chồng bà. Nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc yên tâm ra trận. Khi hòa bình lập lại, bà lại trở thành tay búa phụ của chồng. Hơn 50 năm đánh búa, quai búa, mài dao, đàn dao đã trở thành những công việc rất thân thuộc với bà.
72 tuổi, bà Hiếu vẫn rất đỗi yêu nghề. Tôi làm từ khi lấy chồng về đây là hơn 55, tôi là người đa sĩ. Nhưng mà ngày xưa gia đình tôi thì cũng không làm rèn, có bố tôi thì ra tập thể thôi, thế còn ở nhà thì làm đậu. Nhưng khi về đây thì lấy chồng về đây thì gia đình làm rèn thì tôi cũng phải học hỏi, cùng cộng tác cùng với các cụ nhà tôi. Thế ông ấy thì đi bộ đội không có nhà. Đấy, ra cứ làm rèn với các cụ, thế là bao nhiêu năm thì này. Đến khi mấy chục năm các cụ ra đi thì các cụ để lại cho hai vợ chồng cái nghề này. Thì chúng tôi cứ, cái nghề này nói chung là phụ nữ vất vả lắm, cực vất vả luôn. Nhưng mà nói chung mà nói giữ được cái nghề tổ là thì chúng tôi phải làm sao để khắc phục để giữ cái nghề tổ sau này để truyền cho các con. Cái nghề này là tốt nhất, không có gì bằng. Hàng ngày tôi làm này này, quay búa này, ngồi lẻ như thế này này, mài dao này, đàn dao này, các kiểu, tất cả các việc thì tôi làm được hết. Tôi rất yêu nghề vì vừa lao động, nó rất khỏe người. Thứ hai là sản xuất ra những con dao, hàng ngày kiếm được đồng tiền, sinh hoạt trong gia đình. Cái truyền thống của làng quê mình từ xưa đến nay là cả làng, ngày xưa cả làng làm, ai cũng là chịu khó lắm. Rất là chịu khó và cần cù cái nghề này, yêu nghề cực kỳ, người làm cũng yêu nghề. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng có nghề rèn truyền thống đã nhiều thế kỷ. Từ khi còn nhỏ, nghệ nhân Đỗ Thị Tuyến đã phụ giúp bố mẹ làm việc. Tình yêu nghề rèn đã nhen nhóm trong bà từ bao giờ chẳng hay. Ban đầu cầm búa chưa chắc tay, bà Tuyến nện loạn xị, chặt miếng sắt không thành hình như ý. Cả ngày cầm búa, nhiều hôm cánh tay bà mỏi rời, không nâng nổi bát cơm. Hai bàn tay thì phồng rộp, đau nhức đến mất ngủ. Suốt ngày làm bạn với than, khói bụi, mồ hôi thì mặn chát. Mùa đông cũng như mùa hè, ngày mưa hay ngày nắng, bên lò nung nóng rẫy hàng nghìn độ, nhưng bà Tuyến vẫn luôn say sưa với nghề. Tôi làm nghề rèn này cũng gần 40 năm rồi. 40 năm trong nghề làm rèn rồi. Nhiều cái khó khăn vất vả. Đối với phụ nữ thì đáng ra là chỉ là nghề phụ cho các ông, nhưng mà mình là chính. Việc gì cũng đến tay. Cái gì cũng gọi là làm hoàn thành một con dao được. Công việc thì sáng người ra cứ 7 giờ bắt đầu dậy. Mình gióm no xong rồi mình làm. Gọi là cứ một buổi hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng. Nên làm đến lúc nào xong người nghỉ. Không cứ là thời gian. Tôi làm, tôi cầm búa suốt ngày. Cho nên là lúc nào tôi cũng phải đi đeo găng qua tay và bảo vệ cho vừa không bị rát tay, vừa không bị than vẩy bỏng và bắn vào. Nên lúc nào cũng phải có một bộ bảo hộ riêng của người rèn. Làm rèn ấy thì việc nọ nó liên quan việc kia. Mình rèn cái nó là cái kỹ thuật. Cái tinh xảo của mỗi người và cái nhận thức, nhận biết của mỗi người. Để làm ra con dao đẹp thì mình phải bắt đầu từ việc đầu tiên. Mình phải làm nó chuẩn. Khi chẻ con dao nó phải cân. Thì khi làm xong con dao hai bên nó mới hở thép đều. Thì lúc mới là con dao chuẩn được. Cái vừa một phần là giữ được cái nghề truyền thống của dân làng. Nghề truyền thống làng nói chung và nghề của dao bổ thép của Hai Tâm nói riêng. Nên là làm đến khi nào mà không làm được nữa thì thôi. Để tạo ra một sản phẩm dao kéo tốt, nghệ nhân Lê Thị Hậu sẽ cắt các bản sắt thành hình dạng của sản phẩm. Sau đó cho lên lò nung với nhiệt độ hơn 1.000 độ C. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu thép và sản phẩm tạo ra dày mỏng, thời gian nung sẽ khác nhau. Khi phôi thép nung chuyển sang màu đỏ trắng là đến lúc đặt lên đe để quai búa. Bà Hậu thực hiện hầu hết các công đoạn, kể cả công đoạn tưởng chừng như chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh, bà cũng hoàn toàn có thể làm được như việc nung thép, tôi thép. Hơn nửa đời người gắn bó với cái đe, cái búa, lò lửa, sắt thép, dao kéo. Thế nhưng trước khi nào bà nghĩ sẽ thôi không làm nghề, cái nghề mà tưởng như chỉ dành cho đàn ông này nữa. Nhỏ thì ở nhà làm phụ bố mẹ, còn lấy chồng thì là từ năm 85, 86 là bắt đầu làm từ năm đấy. Đến bây giờ, nghề rèn này có đặc thù là nó vất vả, bẩn, bụi, nhiều cái khó nhọc cho phụ nữ. Tôi gắn bó với nghề này là gia truyền của các cụ tổ từ xưa đến nay rồi.
Thì là gia đình thì ngày trước thì trông vào lao động chính, còn đâu là nghề này là nghề phụ. Nhưng bây giờ thì đồng ruộng nó cũng gần hết, thì là mọi người đều làm rèn đó. Và cái nghề rèn này là nó phát triển. Những cái hàng như nhà của tôi là hàng kỹ, hàng chuẩn, mà là hàng xịt thì không bao giờ làm hàng nhái linh tinh. Đi làm đi bắt rồi bán các tỉnh ở trong nước và ngoài nước. Bên cạnh lớp phụ nữ cao tuổi trân trọng giữ nghề, ngày nay ở Đa Sĩ, nhiều phụ nữ trẻ vẫn tiếp tục nối nghề truyền thống của làng. Vốn gia đình chồng có nghề rèn, dẫu rằng có vất vả nặng nhọc, dù cho ngoài kia có nhiều công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với phụ nữ hơn, nhưng chị Nguyễn Thị Hường vẫn yêu công việc này, tiếp tục làm nghề, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông. Là người phụ nữ, nhưng không việc gì chị Hường không tham gia làm. Tiếng búa, tiếng mài dao kéo, không khi nào thôi rộn ràng trong không gian xưởng dao Hưởng Lực. Gia đình nhà tôi làm 55 rồi. Thời xưa thì các cụ truyền cho bố tôi, thì bây giờ bố tôi truyền cho tôi. Bây giờ chúng tôi nối nghiệp các ông cha để lại thôi. Tôi yêu thích cái nghề truyền thống vì cái nghề này giúp bà con cũng có thêm được thu nhập. Mấy lại là nghề của truyền thống của cha ông của mình từ ngày xưa ấy. Mình không muốn mai một, mình vẫn cứ phải trụ theo để giữ gìn truyền thống. Nói vất vả thì nó là vất vả, nhưng mà mình yêu nghề rồi thì mình vất vả mấy mình vẫn cứ vượt qua được. Từ ngàn đời xưa cho đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn đảm đang, tháo vát, chịu thương, chịu khó và có tấm lòng nhân hậu bao la như biển cả. Rời tay búa, những người phụ nữ Đà Sĩ lại là những người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Sơn đều cùng chồng là nghệ nhân Hà Nội Hoàng Văn Hùng sản xuất dao. Xưởng dao nhà bà chỉ có ông và bà là hai lao động chính, do đó luôn bận rộn không ngơi tay. Hôm nay là khách người ta lấy 1.000 con dao nhỏ. Ông làm được bao nhiêu con rồi? Đây mới cắt được có hơn 500 con. Bây giờ đang tiếp tục để cắt nốt. Để mai cắt nốt để giao cho khách người ta chở đi. Bây giờ ông đi làm nốt nhé. Tôi đi nấu cơm nhé. Dù bận rộn với công việc nặng nhọc, nhưng bữa cơm gia đình luôn được bà Nguyễn Thị Sơn chăm chút từng ly từng tí. Giữ lửa lò rèn của gia đình, đồng thời giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm nhỏ hơn 40 năm qua. Gia đình nhà tôi trước nay bố mẹ đẻ thì không làm rèn. Nhưng mà lấy chồng về nhà bây giờ là 45 năm. Thì mẹ theo nghề của nhà ông bố mẹ chồng ba đời làm rèn bây giờ. Tôi vẫn làm rèn, làm nghề rèn mới bắt đầu về nhà chồng và làm nghề rèn thì cảm thấy vất vả lắm. Mà còn không biết là làm như thế nào, không biết là con dao nó như thế nào, chùi con dao còn không biết chùi như thế nào. Lúc trước thì là còn sức khỏe thì lúc đấy là còn phải đánh búa. Nhưng bây giờ tuổi cao rồi nhưng mà công nhờ máy móc công nghệ cao đâm ra không phải đánh búa nữa mà chúng tôi vẫn có thể thu nhập được hàng ngày. Phụ nữ Đà Sĩ đảm đang, tháo vát, khéo léo trong nghề rèn, lại hết lòng chăm lo cho gia đình. Từ nhiều thế kỷ qua cho đến tận ngày nay, mỗi người đều đang đóng góp một phần tâm sức duy trì nghề rèn truyền thống. Ngoài thời gian bận bịu ở xưởng rèn, 15 năm qua, bà Lê Thị Hồng còn dành thời gian tham gia hoạt động phong trào ở địa phương với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3. Bà luôn quan tâm vận động chị em phát triển câu lạc bộ dưỡng sinh, và đã thu hút được hàng trăm người tham gia tập luyện mỗi sáng và tối hàng ngày, giúp cho chị em được nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Xong mấy bài kể cũng mệt phết chị nhỉ? Chị ngồi đây. Mời chị chủ nhiệm ngồi đây. Chủ nhiệm câu lạc bộ. Vâng. Tối ra để tập để chuẩn bị. Chị em ơi,
Chị Sơn ơi, dạo này làm nghề của chị thế nào? Có đắt hàng không chị? Dạo này làm nghề thì cũng đắt hàng nhưng mà không đắt hàng năm ngoái. Thế à? Là bão lũ thì cả chứ hợp hơn mọi năm. Vâng, nhưng mà em cũng thấy nhà chị vẫn chở sắt suốt ở đường mà chị. Thế. Vâng. Mọi năm thì chở hàng tấn, hàng mấy tấn nhưng bây giờ chỉ vài tạ thôi. Thế bác Chí thế nào? Bác Chí năm nay là bảy mấy nhở? Chị 74, nhờ có thân sinh mà chị em mới được khỏe mạnh như thế. Vâng. Nhưng mà nhà chị bây giờ là đang làm gì nhỉ? Nhà chị làm các loại dao, dao trắng, thép không gỉ. Nhà chị bây giờ có hai thợ. Thế á? Còn gia đình làm là chị. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà Hồng cũng như 100% hội viên phụ nữ khu vực Đa Sĩ hưởng ứng vận động hội viên và nhân dân tổng vệ sinh và treo cờ, đèn lồng, trang trí nhà cửa, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo giao vặt, duy trì lịch tổng dọn vệ sinh môi trường. Ngày là tôi đi sản xuất, nhưng mà bên cạnh đó cũng tham gia rất là nhiều cái công tác xã hội, ví dụ như là tri hội trưởng phụ nữ hoặc là ban công tác mặt trận. Đấy, bên cạnh đó thì còn tham gia rất là nhiều các câu lạc bộ. Có thể là buổi sáng mình tranh thủ tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh để mình tập để nâng cao sức khỏe và lấy năng lượng cho cả một ngày lao động. Và sau khi mà lao động một ngày xong về buổi tối, tôi lại tham gia một câu lạc bộ dân vũ mà do chính chị em ở trong chi hội phụ nữ tổ 3 chúng tôi thành lập và tập với nhau để giao lưu. Đến với những cái buổi tập đấy để mình giao lưu, chia sẻ, học hỏi nhau những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Ngoài ra chị em còn nâng cao về sức khỏe, niềm vui. Tôi vẫn động viên nhà tôi là trong cuộc sống thì cái vấn tinh thần vẫn là quan trọng. Cho nên là dù là làm vất vả nhưng mà vẫn cứ phải là tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Mà nhà tôi lại được cái là rất là yêu văn nghệ. Thế cho nên là được cái là khi mà sau khi mà đi tập, giờ đấy đi hát về là tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Mọi người đều vui vẻ. Bà nhà tôi cũng là một cán bộ phụ nữ của phường. Cho nên trong những phong trào phụ nữ là tôi vẫn thường xuyên là động viên và giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho bà hoàn thành tốt công việc. Rồi là động viên, rồi nhiều cái là coi như là cùng nhau bàn bạc để làm cho công tác của bà được tốt hơn. Phát huy đúng phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, trung hậu, đảm đang, tấm lòng bao dung vô bờ bến. Phụ nữ Đa Sĩ đã duy trì mô hình đổi phế liệu gây quỹ hội từ nhiều năm nay. 100% số kinh phí trên được ủng hộ vào các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài địa bàn phường. Đặc biệt mô hình nấu cháo từ thiện tại Bệnh viện K Tân Triều của Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 2 được đông đảo nhân dân ủng hộ. Chiều thứ tư hàng tuần, các chị em phụ nữ Đa Sĩ lại tập hợp tại nhà văn hóa Tổ dân phố 2 để nấu cháo. Đều đặn như thế, mỗi tuần một lần, mỗi lần hai nồi cháo, 7 thùng sữa được phát cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Những nồi cháo nghĩa tình này đã giúp nhiều bệnh nhân vơi đi phần nào khó khăn. Một số chị em ở đây thì có chồng ung thư và bản thân tôi, con tôi bị ung thư năm, cháu nó làm bên quân đội, nó bị ung thư năm 2011 đến 2014 là cháu nó mất. Mấy năm rời liền ở bệnh viện thì tôi cũng thấy là người ta rất là khổ. Cho nên trước thì tôi cứ theo hai đội ở Mẫu Lương là tôi đi nấu cháo. Nhưng sau hai đội ở Mẫu Lương không làm nữa thì lúc bấy giờ từ xuất phát tôi xin phép ở ngoài phường. Và tự tôi cũng từ đầu tiên là cái nguồn đầu tiên là từ giấy vụn này. Mà đầu tiên chỉ nấu được một nồi cháo thôi. Sau đó thì là sẽ thêm được một thùng sữa, sau lên ba thùng sữa, lên năm thùng sữa. Và đến hiện tại bây giờ là hai nồi cháo và bảy thùng sữa. Đầu tiên thì chỉ làm một tháng một hai lần. Thế bây giờ thì một tháng 4 lần. Nếu như giả sử những ngày mưa bão vừa rồi mà không làm được thì thí dụ hôm nay chúng tôi làm thì mai tôi lại làm bù để cho đủ một tháng 4 lần cho chị em. Và rất là được sự ủng hộ của toàn bộ chị em phụ nữ trong tổ dân phố và cả ngoài tổ dân phố, các chi hội trưởng, thí dụ chi hội trưởng tổ 1, chi hội trưởng tổ 5 và các chi hội trưởng tổ 6 và các chi hội trưởng khác cũng thế thôi, cũng đồng lòng đồng sức coi như là các chi hội ủng hộ cũng rất là nhiều. Thiên niên kỷ mới đã chứng kiến sự thay đổi đầy ý nghĩa về vai trò và nghĩa vụ của người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay.
đó là sự bình đẳng giới tính, sự giải phóng thân phận người phụ nữ khỏi những ràng buộc, lễ giáo, phong kiến. Càng ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức lao động của người phụ nữ trong tất cả mọi lĩnh vực xã hội và đời sống. Và ở Đa Sĩ cũng vậy, những người phụ nữ làng Đa Sĩ đã đóng góp không ít công sức để gìn giữ, phát triển nghề rèn truyền thống, cũng như phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Khi nhắc đến làng Đa Sĩ thì ai cũng sẽ nhớ đến hình ảnh người dân Đa Sĩ gắn bó với nghề rèn truyền thống. Đặc biệt là hình ảnh những người phụ nữ với đôi bàn tay khéo léo, trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm làng nghề. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, những phụ nữ làng nghề rèn Đa Sĩ luôn tiên phong trong việc đổi mới và phát triển làng nghề. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn học hỏi những kỹ năng mới, ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với nhiệm vụ giữ gìn và phát triển làng nghề rèn truyền thống, bên cạnh đó, họ là những người phụ nữ năng động, sáng tạo cùng cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tích cực tham gia vào các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ. 10 năm qua, câu lạc bộ chèo Đa Sĩ được các nghệ nhân làng rèn duy trì và phát triển để phục vụ lễ hội làng, các phong trào của địa phương và mang lại niềm vui sau những ngày lao động nặng nhọc vất vả. Câu lạc bộ đã thu hút được đông đảo các tay búa nữ làng rèn tham gia tập luyện và biểu diễn. Cứ ngỡ đôi tay thô sần đã quen với chiếc búa, chiếc dao, cái kéo, cái kìm thì sẽ không biết múa hát. Nào ngờ các chị cũng rất khéo léo và tài hoa khi hóa thân thành những nghệ sĩ không chuyên. Các bài hát quan họ hay làn điệu chèo, làn điệu hát văn đều được các nghệ nhân làng rèn Đa Sĩ thể hiện thuần thục, nhuần nhuyễn, không thua kém các nghệ sĩ trên sân khấu là bao. Đất làng nghề rất là vất vả. Chị em thì thường ngày thì là làm rèn. Như bản thân tôi thì cũng rất là bận, sáng ra thì cũng vẫn phải lao động, vẫn khoan dao, vẫn làm dao để phục vụ các cháu. Thế rồi đến khi tối đến hoặc hàng tuần, hàng ngày mà những câu lạc bộ của chúng tôi sinh hoạt thường ngày, thường những là thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần là chị em chúng tôi tối đến lại tập trung ra miếu của đình làng Đa Sĩ thì để tập văn nghệ. Rời tay kim tay búa ra thì chị em chúng tôi lại rất là vui và đem lại những lời hát tiếng ca đến để phục vụ cho bà con nhân dân. Cứ tối đến thì là chị em chúng tôi rất là phấn khởi để luyện tập những các cái chương trình để phục vụ cho nhân dân và mang lại những lời ca tiếng hát đến cho bà con. Chị em là tất cả là những người không phải chuyên nghiệp thì đây cũng là tự phát mà có cái chút năng khiếu một chút thì tham gia vào cái câu lạc bộ, mang lại cái tinh thần, thứ hai là cái sức khỏe đấy, và cái niềm vui thì cái ngày lao động của mình nó sẽ có hiệu quả hơn.